thường thì du học Canada các bạn sẽ lựa chọn các loại hình nhà ở nào? Thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, công ty với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ du học du lịch, sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này nhé. Tân Đại Dương chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các thủ tục mua ký túc xá hay là thuê các căn hộ tùy vào yêu cầu của học sinh. Khi du học tại Canada, các bạn có thể lựa chọn các loại hình nhà ở như là homestay ở chung với gia đình Canada. Nhiều gia đình Canada đón tiếp học sinh quốc tế, việc này giúp các bạn cải thiện vốn tiếng Anh hay tiếng Pháp của mình, hiểu thêm về cuộc sống và gặp gỡ những người bạn mới và thân thiện. Ở chung với gia đình có những môi cũng có môi trường an ninh và ổn định hơn. Tiêu biểu là một gia đình Canada tiếp đón một học sinh vào ở trọ trong lúc học sinh theo học tại Canada. Học sinh sẽ được cung cấp các bữa ăn và một phòng riêng có trang bị đồ đạc ngay trong nhà, và gia đình chủ nhà đón tiếp và động viên học sinh tham gia vào các hoạt động trong gia đình và cộng đồng. Ở trọ với gia đình do nhà trường sắp xếp thì học sinh được kết bạn với những gia đình có những mối quan tâm tương tự. Các tiện ích và địa điểm sẽ khác nhau tùy thuộc vào mỗi gia đình, nhưng bạn nên cho biết sở thích của bạn để nhà trường tìm một gia đình phù hợp với bạn. Nhiều trường hợp trường có thể sắp xếp đại diện của trường hoặc gia đình bản xứ đón bạn tại sân bay khi đến Canada. Và giá cả sẽ khác nhau tùy theo địa điểm, và một số dịch vụ homestay sẽ tính chi phí tìm kiếm nhà lên tới 200 đô la Canada. Giá trung bình ở homestay thì tầm khoảng từ 400 đến 800 đô la Canada một tháng. Và loại hình thứ hai đó là thuê nhà bên ngoài trường học. Thuê nhà là một lựa chọn cởi mở đối với du học sinh, nhưng giá cả, chất lượng và việc sẵn có thì khác nhau rất lớn. Tiền thuê nhà thường khá cao ở các thành phố chính và các địa điểm thích hợp luôn không sẵn. Nhiều học sinh cùng nhau share tiền nhà để giảm chi phí, và họ thường tìm những địa điểm đáp ứng nhu cầu và sở thích của họ. Nhiều trường có thuê nhà bên ngoài trường, do đó có thể cung cấp danh sách các nhà học tiền với học sinh ở gần trường học. Tại trung tâm dịch vụ này, những người đang tìm chỗ ở dạng xe cũng có thể tìm được bạn cùng phòng. Thường thì học sinh sẽ tìm nhiều loại quảng cáo trong khắp các trường học, nhưng tốt nhất là bạn nên sắp xếp chỗ ở trước khi bạn đến Canada nhé. Có nhiều loại chỗ ở khác nhau mà bạn có thể thuê. Một căn nhà thường là quá đắt với một học sinh, ngoại trừ nhiều học sinh cùng nhau xe hoặc thuê những dãy phòng thuê có bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm và phòng ngủ trong những căn nhà lớn. Các căn hộ trong chung cư cũng là một cách lựa chọn cho du học sinh. Các căn hộ này thường có bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm hoặc một và hai phòng ngủ. Hầu hết các căn hộ cho thuê không bao gồm đồ đạc, ngoại trừ tủ lạnh và bếp, các bữa ăn. Tuy nhiên, một vài căn hộ bao gồm chi phí sưởi ấm, tiền điện trong